Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X-News. Và như thường lệ thì chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những thông tin công nghệ hot nhất của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Samsung đã bắt đầu triển khai xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vừa mới cho biết, gã khổng lồ Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 220 triệu USD để xây dựng trung tâm R&D tại Việt Nam. Trung tâm R&D đang được xây dựng tại Hà Nội và việc xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Công ty sẽ tuyển dụng từ 2.200 đến 3.000 người để làm việc trong trung tâm mới này. Samsung hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến là 17 tỷ USD. Samsung đang có rất nhiều nhà máy sản xuất smartphone tại Việt Nam và vào năm ngoái thì chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Samsung xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam và ngoài ra thì Samsung cũng đang có trung tâm nghiên cứu và phát triển smartphone tại Hà Nội. Samsung có rất là nhiều trung tâm R&D khác nhau, bao gồm các trung tâm tại Canada, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Ba Lan, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Các bạn thân mến, Reuters ở đây đã báo cáo rằng LG Innotek, một trong những nhà cung cấp model máy ảnh cho Apple đã phải đóng cửa nhà máy tại Gumi, Hàn Quốc sau khi một nhân viên của công ty được xác nhận đã nhiễm virus corona. Nhà máy sẽ đóng cửa vào thứ Hai ngày 2 tháng 3 để khử trùng. Không rõ liệu nhà máy sẽ mở cửa vào lúc nào, nhưng mà việc ngừng hoạt động tạm thời vài ngày dường như là không ảnh hưởng đến Apple. Samsung cũng đã phải đóng cửa nhà máy của mình tại Gumi sau khi một trong những nhân viên của họ được xét nghiệm dương tính với virus corona. Nhà máy hiện đang đóng cửa để khử trùng và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba ngày 3 tháng 3. Samsung sản xuất Galaxy Z Flip và Galaxy S20 tại nhà máy này. Sau Trung Quốc thì đã có một đợt bùng phát lớn của virus corona tại Hàn Quốc với hơn 3.500 trường hợp được báo cáo nhiễm virus và hơn 20 trường hợp tử vong. Con số nhiễm virus hiện đang tiếp tục tăng nhanh mỗi ngày tại Hàn Quốc. Trong một báo cáo mới đây thì nhà phân tích Minh Chi Kuo nói rằng việc sản xuất iPhone sẽ không thể cải thiện cho đến quý 2 năm 2020. Chuỗi cung ứng chính của Apple tại Trung Quốc đã bị gián đoạn do bùng phát virus và không rõ khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Apple không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát virus corona này. Tất cả các ODM điện thoại đã bị ảnh hưởng bởi virus và doanh số smartphone dự kiến sẽ giảm đáng kể từ quý 1 năm 2020. Các bạn thân mến, dự kiến là BKV sẽ ra mắt mẫu Bphone 4 trong tháng này. Trước sự kiện ra mắt thì mới đây, CEO của công ty đó là ông Nguyễn Tử Quảng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Theo chia sẻ của CEO BKV, để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt chiếc Bphone 4, công ty đã phải làm việc với đội ngũ đối tác đa quốc gia để tìm ra một câu slogan cho chiếc smartphone mới. Câu nói phải đủ ngắn gọn để thể hiện triết lý của sản phẩm. Sau nhiều buổi làm việc thì câu trải nghiệm không giới hạn đã được chọn. Chia sẻ thêm trên dòng status của mình, ông Quảng cho biết là nhà sản xuất tham gia vào thị trường muộn. Tuy nhiên thì nỗ lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, Bphone 4 của chúng ta có phần dẫn dắt nhiều xu hướng khi các nhà sản xuất khác phải học hỏi như thiết kế màn hình tràn đầy, không tai thỏ hay còn gọi là tràn rô, chụp ảnh macro hay là khả năng điều khiển cử chỉ toàn diện full gesture. Tất cả những điều này thì Bphone đã được trải nghiệm từ lâu nhưng gần đây thì mới xuất hiện một phần trong các sản phẩm khác. Được biết thì trước đây, bộ đôi Bphone 3 và Bphone 3 Pro là những người tiên phong cho trào lưu chụp ảnh macro và thiết kế tràn đầy. Thêm vào đó thì trào lưu chụp ảnh macro hiện đang là xu hướng của đầu năm 2020. Trong khi đó thì thiết kế viền bezel phía trên lớn từng xuất hiện trên các model của Sony và bộ đôi Pixel 4 của Google. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 2 tháng 3 thì Oppo A31 đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam mang đến những trải nghiệm thời thượng trong phân khúc. Smartphone mới của dòng Oppo A series có thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với xu hướng năng động của giới trẻ với màn hình vô cực giọt nước xanh điệu và màu sắc đậm tích thời trang. Oppo A31 sử dụng mặt kính cong là 3D, bo tròn và thoải mái hơn so với mặt kính 2.5D. Cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng. Bộ 3 camera của Oppo A31 lần lượt là camera chính 12MP, camera đo độ sâu là 2MP cùng camera macro 2MP. Tân binh của Oppo có khả năng nhận thức ánh sáng trong ánh sáng tối để thu thêm chi tiết và chất lượng hình ảnh được tốt hơn, tạo cảm giác sâu hơn về ánh sáng ban ngày. Thêm vào đó thì máy cũng được trang bị phong cách chân dung mới, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người dùng. Ở camera trước, 8MP hỗ trợ làm đẹp AI tăng cường nhận diện thêm 31 điểm trên khuôn mặt, tự động xác định độ tuổi và giới tính để tạo ra những bức ảnh selfie tự nhiên hơn, với làn da đẹp và tinh tế hơn. Viền pin của Oppo A31 có dung lượng là 4230mAh. Vi xử lý của máy cũng được cải thiện 11,1% so với thế hệ trước, cùng khả năng lấy nét nhanh, xử lý ảnh đêm tốt hơn. Bên cạnh đó, thì người dùng còn được hỗ trợ một số tính năng như là chế độ lái xe, chế độ party cho phép nhiều điện thoại phát cùng một bản nhạc để tăng cường âm thanh hoặc là 3 chế độ điều hướng. Oppo A31 có giá bán lẻ tại thị trường Việt Nam là 4.490.000 đồng với hai phiên bản trắng xanh điệu và đen mạnh mẽ, trang bị 4GB và 128GB. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tập lại những thông tin công nghệ hot nhất của năm nay. Các bạn ấn tượng với thông tin nào thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!